Mình chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi rửa chiếc xe, mình sẽ tắm rửa cho chiếc xe này lại một chút. Thì các bạn có biết đây là chiếc xe gì không ạ? Đây là chiếc Genesis của mình. Đây là chiếc Genesis TV70. Đây là chiếc xe mà mình rất là thích. Chiếc xe này đem lại cho mình một cái cảm giác lái rất là thích thú, rất là mượt mà, và mình rất là thích. Nhưng mà để có thể rước chiếc VFA gì, chiếc VF8 gì thì mình bắt buộc mình phải tiễn em này đi. Thì hôm nay mình sẽ rửa cho sạch sẽ để mà ngày mai mình trả lại xe cho dealer. Dealer đã mua lại chiếc xe này của mình. Tất cả giấy tờ đã xong, ngày mai mình sẽ giao xe lại cho họ. Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Xe này là một chiếc xe phải nói là chạy rất là êm đềm, rất là mượt mà, rất là giọt, rất là êm. Cảm giác lái thì không phải chê, không chê vào đâu được. Mình cũng tiếc cũng rất là tiếc khi mà phải chia tay với chiếc xe này, nhưng mà thì mình là muốn chiếc VF8, cho nên bắt buộc mình phải nói lời chia tay với em xe này thôi. Sau 5 phút thì mình cũng đã rửa xong. Mình rửa sạch sẽ về nhà người ta. Ok, let's go. Đấy, mình rửa bên ngoài rồi, bây giờ thì lau lại bên trong sạch sẽ cho nó lịch sự. Hôm nay xe thì bà xã mình chạy nhiều hơn là mình chạy cho xe nó không được sạch lắm. Tính mình thì kỹ lắm, mình xài xe rất là kỹ. Lần mà bước vô xe mà mình thấy chiếc xe dơ là mình khó chịu lắm. Phải làm cho kỹ. Tuy là xe lease nhưng mà để nó đi vào tay của mình thì mình phải chăm sóc cho nó. Đó là cái tính của mọi người, chứ không phải là xe lít là mình bỏ bê nó. Bởi vì đây là list để mà list to buy, là sau khi các bạn trong cái thời hạn mà list đó, thì nếu mà các bạn mua lại thì các bạn cũng có thể mua lại. Cho nên trong khi xài mình cũng không biết là mình sẽ mua lại hay là không. Mình xài rất là kỹ. Mà mua lại không mua lại gì thì mình xài xong rồi còn người khác xài đúng không? Mình giữ gìn thì người khác người ta sẽ xài, thì người ta cũng có được một chiếc xe tương đối là mới, sạch sẽ. Còn nghĩ mà xài mà không có phải của mình nữa, cái mình
đàn ấu nhìn thì nó không có tốt lắm, đối với mình thì xài kỹ thì ai sau này ai làm chủ nữa thì xài kỹ lưỡng thì là tốt hơn. Trước tiên là cho mình, trước tiên là trong lúc mình xài mình được tận hưởng một cái chiếc xe sạch sẽ đàng hoàng, không có trầy xước, không có dơ bẩn, thì trước tiên là cho mình trước. Sau đó nếu mà mình có bán đi thì người khác người ta xài người ta cũng được một cái chiếc xe tương đối là mới, mặc dù đã qua sử dụng rồi. Đây là mình chạy cũng ít lắm, mình tháng 7 này là mới được 1 năm à, mình chạy chỉ mới có hơn 9.000 cây số thôi, còn khá mới. Nhiều người bước vào xe còn nghe được cái mùi xe mới. Chuyển đổi qua xe điện, nhất là chiếc xe VinFast thì bắt buộc mình phải tự giả chiếc xe này. Xe này lúc mình mua thì chỉ giá khoảng 60.000 đô Canada. Xài 1 năm rồi, các bạn có biết không, xài 1 năm rồi nhưng mà giá thì hiện tại do xe này nó cũng còn đang thiếu xe. Các bạn muốn xe này các bạn cũng phải order khá lâu. Như vậy mà xe nó giữ giá cũng khá tốt. Xe mới mua 60, nhưng mà xe cũ hiện giờ thấy trong hãng đăng đến xài qua khoảng 20.000 cây số rồi mà bán vẫn còn 56-57.000, giá cũng quá cao, không có bị mất giá cho lắm. Nên vì vậy mà khi mình trả cái xe này lại mình cũng được một số tiền không lớn, nhưng mà mình cũng được hoàn lại một số tiền trên 2.000 đồng cũng ok. Nội thất của xe rất là đẹp, mình rất là thích cái design của cái nội thất của cái xe này, đơn giản nhưng mà rất là đẹp, rất là thanh lịch. Xe của VinFast mình cũng chọn nội thất màu này giống như vậy luôn, màu cũng giống như vậy luôn. Thì với cái nội thất màu này mình phải trả thêm là 1.500 đồng, 1.500 đô cho cái nội thất màu này. Chỉ bên ngoài thì mình sẽ lấy màu trắng. Ban đầu thì mình cũng dự định lấy trùng màu xe này luôn, màu xám, nhưng mà mấy đứa cháu, mấy đứa con nó muốn đó, mình đổi ra màu trắng. Xe đã được sử dụng qua 1 năm mà chưa có một cái tì vết nào hết các bạn, tất cả còn quán con. Bên ngoài ngoại hình đó thì mình thấy chiếc xe này và chiếc xe VF8 khá tương đồng, cũng ngang cỡ với nhau.
Rồi, như vậy là mình đã chỉnh chu cho chiếc xe xong rồi. Bây giờ mình hẹn bạn các bạn ngày mai ha. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đi chạy chiếc xe này. Do thành phố này Nam Mộ thì không có cái hãng xe Genesis này, cho nên ngày mai mình phải đi đến Victoria để mà giao cái xe này. Từ đây đi Victoria thì tốn khoảng tầm một tiếng hơn, một tiếng 20 phút thì ngày mai mình sẽ làm một cái clip cho các bạn xem ha. Chào tạm biệt các bạn nha.